Nhà có hai cô con gái. Ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ, có một người phụ nữ quá chồng, sinh được hai cô con gái xinh đẹp. Bà đặt tên cho hai cô là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Hai cô đều rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, khiến nhiều người ghen tị với bà. Hai cô rất yêu thương nhau, đi đâu họ cũng tay trong tay cùng nhau. Hai chị em ta sẽ không rời xa nhau suốt đời. Muôn thú trong rừng rất quý mến, thân mật với hai cô và chúng không bao giờ làm hại tới họ. Họ thân thiết với nhau tới mức hai cô cho thỏ ăn trên tay mình. Họ vui đùa bên cạnh những chú hoẳng đang gặm cỏ, nhảy nhót cùng những chú hươu, hát véo von cùng những chú chim non trên cành. Những khi muộn quá không về nhà được thì hai chị em nằm cạnh nhau trên những đám rêu và ngủ lại ở đó đến sáng. Bà mẹ cũng biết vậy nên chẳng lo âu gì. Hè đến thì Hồng Hoa làm việc nội trợ. Bạch Tuyết, ngoài trời tuyết rơi nhiều lạnh quá, ra đóng cửa lại đi con. Quay vào thì lấy sách cho mẹ đọc luôn nhé. Vâng thưa mẹ. Hồng Hoa, ra mở cửa đi con. Chắc có người muốn xin trú nhờ. Mọi người đừng hoảng sợ, tôi không làm hại mọi người đâu. Vì tôi rét quá nên muốn sưởi nhờ một lát thôi. Khổ thân cậu, lại gần đây mà sưởi, nhớ cẩn thận không xém lông nhé. Hai đứa mau dậy đi, không phải sợ, gấu không làm hại hai con đâu. Các bạn giúp tôi rủ hết tuyết trên lưng xuống được không? Cậu cứ nằm đấy mà sưởi cho ấm, chứ bên ngoài lạnh lắm. Mùa xuân đến, giá lạnh không còn, thời tiết ấm áp hẳn lên. Hôm nay tôi phải đi rồi, hè này tôi không thể tới đây được. Vậy bạn đi đâu? Tôi phải vào rừng để giữ lấy của cải, không cho những tên lùng xấu xa lấy mất. Vào mùa đông lạnh giá, băng tuyết phủ trên mặt đất, thì bọn chúng phải ở dưới đất. Nhưng nay mùa xuân đã đến, ánh nắng làm tan đi băng tuyết, thì bọn chúng lại chui lên và tìm cách lấy trộm của cải của tôi. Ừ, vậy thì bạn phải đi thật rồi. Hãy trở lại bất cứ khi nào bạn muốn nhé. Có gì như vàng dưới chân của gấu ấy nhỉ? Chị ơi, có gì động đậy trong đám cỏ dưới gốc cây ấy chị ạ? À? Sao các người cứ đứng mãi đây, còn không mau cứu ta ra? Bác làm gì mà bị như vậy? Ta bảo cứu thì cứu đi. Sao các ngươi tọc mạch thế hả? Ta muốn chặt cây lấy củi đun bếp, nhưng không may bị vướng vào đây. Ôi bộ râu đẹp đẽ của ta. Các ngươi còn cười được à? Đồ nhảy ranh miệng còn hơi sữa kìa. Râu cuốn chặt quá, không thể nào kéo ra nổi. Để tôi đi tìm người đến giúp. Không cần, hai ngươi là đủ rồi. Mau mau nghĩ cách giúp ta, nhanh lên. Ông đừng nóng, tôi có cách để cứu ông. Ác độc, chúng mày dám cắt râu đẹp của ông, rồi chúng mày sẽ bị quỷ sứ xử tội. Chị nhìn kìa, con phượng hoàng đang bay lượn trên đầu chúng ta. Hình như nó đang cắp theo gì đó. Ông có sao không? Chị em tôi giúp được gì cho ông không? Không nhìn thấy ta đang đau muốn chết đây à? Gặp các ngươi thật là xúi quẩy. Để đi, không phải việc của các ngươi. Lại ngài, mong ngài tha tội cho con. Con xin dâng cho ngài số ngọc kia. Xin ngài cho con một con đường sống. Đồ trộm cắp, ngươi mà không từ bỏ cái bản tính xấu này, lấy cắp đồ đạc của mọi người, ta sẽ cho ngươi biết tay. Vâng, tôi không dám nữa đâu thưa ngài. Xin ngài tha tội chết, tôi xin trả lại ngọc quý cho ngài. Ta là hoàng tử, tên lùng kia đã lấy cắp của cải của ta và phù phép làm ta trở thành gấu. Phải sống lang thang ở rừng, tới khi nó trả lại viên ngọc thì ta mới được trở lại thành người. Thì ra là vậy, chị em tôi xin chào hoàng tử. Ít lâu sau,
Bạch Tuyết và hoàng tử thành thân, còn Hồng Hoa thì kết hôn với em trai của hoàng tử. Thế là bốn người họ cùng mẹ già sống vui vẻ với nhau. Chết đi sống lại. Ngày xưa, ở huyện Đông Sơn, có một anh học trò họ Đào, đẹp trai, học giỏi. Cha mẹ mất sớm, chỉ với một tội nhà rất nghèo. Thường ngày, anh cắp sách sang làng bên cạnh học với một ông đồ. Ở chỗ làng anh đến học, có một cô gái con nhà khá giả, tên là Tiểu Mẫn, đem lòng yêu anh. Hai bên có tình ý với nhau như vậy đã được vài năm. Cậu thử nhìn lại mình đi, đũa mốc mà đòi chồi mâm son ư? Con gái ta là con nhà danh gia giàu có, sao lại có thể cưới một kẻ nghèo rớt mồng tơi như cậu chứ? Đúng đó, con gái ta là cành vàng lá ngọc, sao cậu có thể xứng được với nó chứ? Kìa, cha, mẹ. Hai bác yên tâm, con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, nhất định con sẽ thành tài, trở thành Trạng Nguyên và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Lại còn mong trở thành Trạng Nguyên cơ đấy. Nếu thế thì đi đi, bao giờ trở thành Trạng Nguyên thì hãy quay lại đây nói chuyện với ta. Còn từ giờ ta cũng không cho phép cậu sang đây học nữa, cấm cả chuyện gặp con gái ta luôn, đi mau. Bị cha mẹ người yêu khinh rẻ, Đào Tử quyết định chia tay người yêu, lên kinh học hành, hẹn ngày trở thành Trạng Nguyên sẽ trở về hỏi cô gái làm vợ. Ở kinh thành, Đào Tử không nề hà việc nặng nhọc để có tiền trang trải việc học. Những lúc rảnh rỗi, chàng lại tranh thủ đọc sách, không bê trễ việc học hành. 5 năm sau, anh đi thi đỗ luôn Trạng Nguyên. Sau đó, anh quyết định quay trở về nhà, tìm người con gái anh thương năm nào. Tiểu Mẫn đã bị cha mẹ ép gả cho một người trong làng, mặc dầu cô không ưng thuận. Rồi sau đó, cả cha mẹ cô ấy đều cùng nhau qua đời trong một cơn bạo bệnh. Vậy là con đã về muộn rồi ư? Giờ cha mẹ nàng cũng đã mất rồi, đâu còn ai làm chứng cho con nữa chứ. Không ngờ giờ Tiểu Mẫn lại có cuộc sống cơ cực như vậy. Nhưng giờ ta biết làm gì cho cô ấy đây? Cô đi bán rau gì mà tới trưa mới về thế này? Hay lại đi tặng tiểu với thằng nào rồi? Em cố bán nốt ít rau lấy tiền đổi gạo ấy. Mình nhìn này, hôm nay em bán được nhiều rau lắm. Tiền bán rau hay tiền cô gian chiếu với trai có được phải không? Không phải, đây là số tiền em đi bán rau thật mà. Lại còn định cãi à? Để tôi cho cô biết thế nào là tội cãi chồng này. Dừng tay! Ngươi là ai? Ta đang dạy vợ ta, sao ngươi lại cãi gạt xông vào chứ? Ơ kìa, là anh Đào Tử. Là chồng mà ngươi không biết tôn trọng vợ, không hề bận tâm xem vợ mình vất vả ra sao. Ngươi thật là không xứng đáng với cô ấy. À, ta nhận ra ngươi rồi. Trước đây ngươi nghèo rớt mùng tơi, yêu vợ của ta và không thể lấy được cô ấy nên quay về cho tiền rồi gả gẫm vợ ta đấy à? Đã thế, để ta cho ngươi biết thế nào là tội gả gẫm vợ của người khác. Mình đừng nghĩ như vậy. Tôi với anh ấy đâu còn gì đâu. Cô còn cãi à? Để ta đánh hắn một trận, rồi gọi người tới chứng giám cảnh một tên quan đi tán tỉnh vợ của người khác. Ngươi thật là không biết lý lẽ. Anh mau đi đi, để lát chồng em bình tĩnh lại, em sẽ giải thích sau. Nếu không có người kéo tới đây sẽ hiểu lầm đó. Mình nè, mình đừng có như vậy mà. Cô có bỏ tay ra không thì bảo. Còn cô, cái tội gặp trai ta sẽ không tha. Về nhà đi, ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Đừng có giở trò, dậy đi. Về ta sẽ trừng trị cô cái tội ngoại tình. Dậy, có dậy không thì bảo. Dậy. Trời ơi, chẳng lẽ tắt thở rồi sao? Ôi, ta không cố ý. Cứu, cứu, có ai đó không? Cứu. Không được, nếu ta chạy đi bây giờ, mọi người sẽ nghĩ ta là hung thủ giết hại vợ. Không được. Và thế là hắn lo sợ, lén lút vực vợ về nhà, nói dối là ngộ cảm, rồi ngay tối đó cử hành chôn cất không một ai ngờ vực.
Bẩm quan, có chuyện không hay rồi. Trời ơi, làm sao có chuyện đó được chứ? Không, không thể có chuyện nàng vô tình ngã mà chết được. Nhất định là do tên kia, hắn đã hành hạ nàng và gây nên cái chết oan ức này. Ta sẽ không để yên cho hắn đâu. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Không lẽ là cô ấy chết oan nên hiện hồn lên ư? Là tiếng động phát ra từ dưới mồ. Chẳng lẽ là em chưa chết hả Tiểu Mẫn? Ông trời ơi, xin cảm ơn ông trời đã thương cho số phận của hai ta. Có chuyện gì đã xảy ra, hãy nói ta biết đi, ta sẽ đòi lại công bằng cho em. Hóa ra là như vậy. Được rồi, ta nhất định sẽ không để yên cho tên chồng bội bạc đó đâu. Nhất định ta không để yên đâu. Đừng mà, anh đừng làm như vậy. Sao, hắn làm em ra nông nổi này mà em vẫn còn bênh vực cho hắn ta ư? Không phải, em biết tính hắn. Hắn là một kẻ vũ phu, bù mô, lại hay đặt điều. Nếu anh định trừng trị hắn, hắn sẽ vu cho anh và em tội gian díu với nhau. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh. Hắn cũng sẽ không để yên cho anh đâu. Được rồi, vậy anh sẽ cho người lấp mộ lại. Còn em, hãy đi theo anh. Chúng ta sẽ lên kinh thành sống. Em sẽ trở thành một người khác, không còn là vợ của một tên chồng vũ phu nữa. Và rồi Đào Tử cùng cô gái đã trở thành vợ chồng không chiều cưới. Còn tên chồng cũ cũng như mọi người trong làng vẫn không ngờ rằng người chết đã được cứu sống lại. 3 năm sau, quan bà kia, sao giống vợ mình thế chứ? Chẳng lẽ chính là vợ ta? Nhưng rõ ràng ta đã chôn cất cô ấy, mà sao bây giờ nàng lại sống đường hoàng như thế kia chứ? Được lắm, các người dám qua mặt ta ư? Không xong đâu. Xin quan lớn làm chủ, đòi lại công bằng cho con. Chúng dám giở trò lén lút hẹn hò sau lưng con, rồi lại lừa dối giả chết, rồi trốn lên kinh thành sống với nhau. Tên kia không xứng đáng làm quan phụ mẫu. Xin quan đòi lại công bằng cho con. Có chuyện như vậy ư? Quả đúng như vậy thưa quan. Trước đây con là một người chồng tốt, chịu khó làm lụng, không từ công việc gian khổ gì. Những mong vợ con có một cuộc sống vui vẻ. Nào ngờ còn qua lại với quan phụ mẫu, cũng chính là người tình xưa của cô ấy. Chuyện này ai cũng biết hết. Xin quan đòi lại công bằng cho con ạ. Đào Tử, ta được biết ngươi có tiếng quân tử, nổi tiếng là một vị quan tốt anh minh. Phải chăng có quẩn khúc gì hay sao? Dạ, dạ đúng thưa quan. Tôi và vợ tôi không hề có lỗi. Lỗi tất cả là do hắn. Xin quan đèn trời soi xét, giờ chúng lại còn đổ lỗi cho một người chồng đáng thương như con. Tên kia, hãy trật tự. Còn cô kia, hãy kể rõ ta nghe. Ta đã hiểu rồi. Tên chồng cũ kia, mọi chuyện tất cả do ngươi. Ngươi có một người vợ tốt mà không biết điều, vậy mà còn tới đây đòi kiện cáo. Nếu không có Đào Tử đây, thì vợ ngươi đã bị thiệt mạng dưới đất sâu kia rồi. Lúc đó, tội của ngươi càng đáng chết hơn. Tội của ngươi đáng phạt tù chung thân. Nhưng lương tình, ta sẽ chỉ xử ngươi 10 năm tù giam thôi. Ngươi đâu? Giải tên chồng độc ác này vào ngục cho ta. Tại sao lại bắt tôi chứ? Thả tôi ra, thả tôi ra. Còn hai người, trước đây có duyên nhưng không có phận. Nhưng không ngờ, ông trời cũng không nỡ cắt đứt tình duyên của hai người. Nay mọi chuyện đã sáng tỏ, coi như cô gái trước kia bị chôn đã chết rồi. Giờ, ngươi hãy sống với thân phận mới, hai người được phép lấy nhau. Ta sẽ bẩm báo rõ cho hoàng thượng hiểu, để không trách tội ngươi đã cướp vợ người khác. Đội ơn quan. Kể từ đó, Đào Tử cùng cô gái sống với nhau rất hạnh phúc. Còn tên chồng vũ phu nham hiểm lại sống trong cảnh tù đầy, để gặm nhấm những lỗi lầm mà hắn đã gây ra trong quá khứ. Con gái người đánh cá. Ngày xưa, ở một ngôi làng ven biển của một đất nước xa xôi, có gia đình người đánh cá chăm chỉ và hiền lành. Họ có một cô con gái rất xinh đẹp, đang độ tuổi trăng tròn, tên là Manaket. Cha mẹ cô dù còn nghèo đói vất vả, nhưng hết sức yêu chiều con. Tuy nhiên,
Cô gái cũng vì thế mà ỷ lại, không chịu giúp đỡ bố mẹ, mà chỉ thích làm đẹp và chải chuốt. Thêm nữa, cô còn là người con hay vòi vĩnh, đua đòi. Manaket, con ra đây giúp mẹ phơi cá cho kịp nắng đi con. Nếu không mẹ cá sẽ bị hỏng mất. Thôi mà mẹ, mẹ đang dở tay thì làm nốt luôn đi. Bây giờ mà con ra đó, mùi cá ám vào người con hôi lắm. Trời lại nắng to nữa, da con sẽ đen sạm đi mất. Cha mẹ ơi, cha mẹ cho con tiền mua cái váy khác đi. Những chiếc váy của con đều cũ hết rồi, lại còn quê mùa nữa. Con muốn có một chiếc váy đẹp như tiểu thư ba lôi cơ. À, cả chuỗi ngọc trên cổ của cô ấy nữa. Con ơi, nhà mình nghèo, sao mà sánh được với tiểu thư ba lôi chứ? Nhà mình làm nghề chài lưới, chỉ may ra đủ ăn, chứ lấy đâu ra mà mua những đồ đắt đỏ quý tộc đó chứ. Cha mẹ, cha mẹ không thương con thì nói một câu để con chết đi khuất mắt cha mẹ. Con bé này ngày càng vội vĩnh quá đáng rồi. Một ngày nọ, vào sinh nhật thứ 16 của Manaket. Hôm nay là sinh nhật của mình, không biết cha mẹ sẽ tặng gì. Hy vọng đó là một chuỗi ngọc hay là một chiếc váy mới. Manaket, chúc mừng sinh nhật con. Cha có món quà này tặng con đây. Con đoán xem nó là cái gì? Có phải là một chiếc vòng cổ bằng ngọc không ạ? Tranh thủ lúc đi đánh cá, cha đã sưu tập những con sò đẹp nhất cả năm qua để làm thành chuỗi vòng này đấy. Con có thích nó không? Chuỗi vòng cái gì chứ? Nó chỉ dành cho trẻ con chơi thôi. Cha mẹ muốn con đeo vào để thiên hạ người ta chê cười con à? Manaket, Manaket con ơi! Manaket, Manaket con ơi! Thất vọng vì món quà không như ý, Manaket bỏ đi khỏi nhà và chạy đi ra dọc bờ biển, rồi chạy vào một hang đá bên cạnh vùng vịnh vắng người. Mình thật quá thất vọng về cha mẹ. Sinh nhật của mình mà cha mẹ chẳng tặng mình cái gì ra hồn, mà lại đi tặng thứ đồ vớ vẩn như vậy. Cha mẹ thừa biết mình mong có một chuỗi vòng ngọc từ lâu rồi, thế mà... Một cô gái sao? Ai đang khóc lóc quấy nhiễu giấc ngủ của ta vậy? Ông là ai? Ta là thần Dữ Vịnh. Cô to gan lắm, dám xâm phạm vào chỗ nghỉ ngơi của ta. Tôi không dám nữa. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay. Khoan đã, cô gái xinh đẹp, ta nghe cô than khóc và biết rằng cô mong muốn có một chuỗi ngọc phải không? Tôi nàng không phải sợ ta. Ta không thiếu bất cứ món đồ xa xỉ nào. Nếu nàng thích, hãy theo ta. Ta sẽ cho nàng bất kể món đồ nào nàng thích. Ông nói thật chứ? Thần không nói chơi bao giờ cả. Manaket mau chóng bị hấp dẫn trước lời đề nghị đầy hấp dẫn của thần Vịnh. Cô đã theo chân thần Vịnh với hy vọng có được những món đồ mà cô bấy lâu mơ ước có được. Đặt chân xuống lâu đài của thần Vịnh dưới đáy biển sâu, Manaket hoàn toàn bị choáng ngợp trước những món đồ xa xỉ, những bữa tiệc thịnh soạn mà thần Vịnh dành cho cô. Cô không nghĩ gì đến cha mẹ cô ở nhà đang đau khổ và lo lắng đi tìm cô khắp nơi. Manaket, Manaket, con ở đâu? Hãy về với cha mẹ đi con ơi! Có lẽ nào con bé đã nghĩ quẩn mà làm liều không? Hả? Là cài tóc của con bé đây mà. Con bé đã chạy vào đây. Đúng rồi, là của con bé đây mà. Con ơi, con đang ở đâu? Cái hang này xưa nay không ai dám bước vào, vì là nơi mà thần Dữ Vịnh hay lui tới nghỉ ngơi. Nghe nói ông ta hay bắt phụ nữ đẹp. Lẽ nào con bé...
Nàng xinh đẹp của ta, nàng đã thấy ở lâu đài của ta sung sướng như thế nào chưa? Nàng hãy quên đi mái tranh nghèo của cha mẹ nàng để trở thành vợ ta và ở lại đây mãi mãi. Tôi không thể ở lại đây mãi được, càng không thể thành vợ của ngài được. Mấy ngày loanh quanh trong lâu đài tôi đã chán lắm rồi. Tôi muốn về nhà với cha mẹ của tôi, chắc họ đang lo cho tôi lắm. Nàng nghĩ ta cho nàng bao nhiêu thứ tốt đẹp như thế, xong rồi nàng nói muốn đi là đi, muốn ở là ở à? Không có đường quay đầu đâu, nàng sẽ không bao giờ được rời khỏi lâu đài này. Không, không, không. Buông ta ra, buông ra, buông ra, buông ta ra. Manaket hối hận nhận ra ý đồ xấu của thần vịnh thì đã quá muộn. Cô bị hắn bắt giam lại và nhốt trong hang tối và cho người ngày đêm canh chừng cô nghiêm ngặt. Cha mẹ ơi, biết bao giờ con được về với cha mẹ đây? Cũng chỉ tại con đua đòi vật chất xa xỉ, không biết thương cha mẹ, không hiểu lòng cha mẹ nên giờ mới bị trả giá như thế này. Cha mẹ ơi, con gái biết lỗi rồi. Cô gái ơi, tôi hiểu nỗi bất hạnh của cô. Bà cũng là người thường như tôi sao? Đúng vậy, ta là Akulo. Lúc còn trẻ ta bị lão thần vịnh bắt xuống đây và không bao giờ được trở về nhà nữa. Chẳng bao lâu, hắn lại bắt cô trở thành nô lệ như đã đối đãi với ta mà thôi. Không, cháu không muốn như bà. Cháu nhớ ba mẹ của cháu lắm. Cháu có lỗi với họ. Cháu phải tìm cách quay về để sửa chữa lỗi lầm của mình. Ta có thể giúp cô chạy trốn, nhưng cô tuyệt đối phải nghe lời của ta. Cháu sẽ tuyệt đối nghe theo lời của bà, chỉ cần có được cơ hội quay về. Đêm ấy, bà Akulo rắc thuốc ngủ vào cốc nước của mực khổng lồ canh ngục. Rồi bà dẫn Manaket cùng nhau chạy ra con đường ống dẫn từ lâu đài lên mặt biển khơi mà chạy thoát. Nhưng vừa ngoi lên mặt biển thì họ bị thần vịnh và mực khổng lồ phát hiện ra và nhanh chóng đuổi bắt theo họ. Bắt lấy chúng nó, không được để chúng nó thoát. Cứu, cứu với, cứu. Đúng lúc đó, có con thuyền đánh cá của những người ngư dân khỏe mạnh. Những người ngư dân lập tức kéo họ lên thuyền, rồi nhanh chóng chạy khỏi sự truy bắt của thần vịnh và mực khổng lồ. Đứng lại, mau thả con bé kia cho ta, đứng lại. Thật là tức chết, để sống mất con bé xinh đẹp đó rồi. Thoát được khỏi sự truy đuổi của thần vịnh, Manaket chạy một mạch về nhà với cha mẹ. Nàng ôm họ và khóc trong niềm ân hận tột cùng. Từ đó, nàng trở thành một người con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ và không bao giờ làm họ buồn phiền nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!